Trận đấu giữa BZ và ST Survivor chúng ta có Thôi Mưa Trần, Acrobat, Mercenary và cũng rất là cao bồi. Gây sao là lựa chọn pick của bên phía ST Off. Trận đấu là round thứ 3, nửa hiệp đầu. Có cao bồi, có tàu lửa, hoàn toàn có cơ sở để chơi một trận win. Survivor. Nhưng mà tôi nghĩ pick em up này là cao tôi có dấu xếp rồi. Một lít Real Park không cần phải ban Joseph, về sau ban hai con còn lại thôi. Cô dâu spawn ở trong nhà, di chuyển ra khu vực đủ quay quay được, sẽ gặp được An nha. An hoặc là Ola. An và Ola, Ola chạy về khu vực An là cao bồi. Gặp cao bồi đầu game cũng không phải tệ. Wow, cao bồi không phải một nhân vật quá. Còn cao tơ hay sao? Sẽ đợi cao bồi quăng dây xong mới đát. Đúng rồi. Đôi cách chơi. An một hit rất dễ dàng. Geisha có thể đó là cao tơ hơn cao bồi khi mà cao bồi đã dùng dây. Đúng, đây là kèo còn cao tơ. Geisha cao tơ cao bồi, không phải cao bồi cao tơ Geisha. Nên đứng ở dưới, nên đứng ở dưới lên trên là sợ cao bồi lên trên mất đâu. Hai. Không kịp đưa ván. Vọc đến ván không kịp. Cao tơ hoàn toàn còn cao bồi trong tay của An này. Khi mà cái khu vực nó quá ít ván và không có một cơ sở nào để chạy đến nơi trú ẩn cả. Và tôi pick ván kia thì đã lật rồi. Tôi pick con cao bồi để đi cứu người, phải để lấy cai. Đúng rồi. Low fire đã có một hướng di chuyển vào luôn. Tôi nghĩ là Ola sẽ là người di chuyển vào cứu. Có biết được vị trí máy kia thả tay ra rồi. Máy kia hết dung, máy kia hết dung và ngay lập tức đó là Ola nè đánh sớm luôn. Trời ơi đánh vẫn trúng kìa. Không chính quả bom trắng. Không đánh quả bom trắng nữa cơ. Ola góc là một góc không quăng được dây. An ở trong cái góc không quăng được dây thật. Nhưng mà tôi sẽ bây giờ An sẽ di chuyển ra xa máy của Ola. Đánh lấy full skill thôi. Full skill dành cho Alpha ở đây. Khá dở máy của Lo-Fi này. Lo-Fi vừa được một cái máy mới ở đây. Cơ sở giết 4 cho game này là rất cao. Nhìn cái tỷ lệ bên dưới đang hiện kìa, 50% giết 4. Vẫn là còn giữ cho mình chiếc Blink. Bắt được Lo-Fi từ xa sẽ là Lo-Fi đứng đây là Lo-Fi một cứu thôi. Làm con bướm vào ghế chăng? Tần dần chỉ gần ghế hơn Lo-Fi. Một chiếc găng thôi là sẽ đi vào được. Đặt con bướm vào ghế thôi. Bướm vào ghế, đá xuống. Ôi, đánh trúng ghế mất rồi. Không sao. Cam 99. Không tê đâu. Ok, cứu 99 đến từ vị trí của đá đu thẳng vào ván. Có 3 cái ván. Ui. Không phải mất Blink có đập được ván không? Không đập ván. Trong tình huống đó không thể đập ván được. Đang muốn là bắt vào vị trí của Lo-Fi nhưng mà Lo-Fi đã di chuyển ra xa rồi. Bây giờ hai nhân vật sẽ hồi vào cho nhau. Hoàn toàn. Ôi, Alf có lẽ không để ý máy rung trong nhà hai tầng. Hay là đang muốn bắt hai người muốn bắt hai người kia. Tại vì đấy là Toy Merchant, đúng không? Toy Merchant. Toy Merchant thì ra gây sạo cũng không sợ lắm. Thấy Ola không? Blink luôn rồi, rất dứt khoát. Cực kỳ là dũng cảm trong pha Blink vừa rồi. Chơi gây sao mà chắc như này thì không bóp ở chỗ nào mềm cả. Đát được không? Đát được. Ôi ôi. Nên này bóng kịp thời. Một pha đát mất mặt đến từ vị trí của ông. Làm gì làm được cái gì đâu. Thời gian bóng chưa hồi. Đát vào trong. Đánh ra ngoài. Thiên ván rồi không kịp hạ phát. Cái này máy đều có rất là ít nha. Và khả năng Lo-Fi sẽ tiếp tục mất cái máy này. Thiếu hai máy cho bên phía BZ. Một trận giết 4 là hoàn toàn có thể. Bây giờ chắc chắn Lo-Fi lần này sẽ là chờ gục. Sẽ ăn một hit nữa. Vẫn có bướm về ghế thôi. Bắt đầu đặt đồ chơi. Còn hai máy mới. Đúng ra ôi. Bây giờ thì một máy 16. Đát găng vào cứu sớm. Ok. Đánh vào Scenery. Đúng hay rồi. Double down dành cho Alp ở đây. Không có một cơ hội nào để cho Mercenary giải máy cả. Nếu mà chương trình có sâu tỷ lệ win bố lên giờ đập phải 70-80% rồi. Ui bom. Vẫn chắn được lỗ.
Mà tôi nghĩ ở chỗ này thì cũng không lòi với cái bom hay không nữa. Ủa đạt hay quá. Đạt bắn không được tốt cho lắm hơn từ Ola. Có thể nói đây là một pha đạt hay hơn từ Aft nữa cơ. Đạt không thể né nổi. Này, đây là chứng tỏ anh là người biết chơi gây xa, biết chơi gây xa luôn. Không phải tôi cầm vào để tôi giết 1 hay giết 2. 97% có thể còn một máy cho mình biết Survivor. Biết luôn vị trí của tôi mà chơi. Có đồ chơi. Một máy 16, một máy 24, một máy 28. Khó để mà làm được gì lắm. Làm một cam chết. Tôi nghĩ cũng đã biết vị trí mà low file gục rồi. Biết cái hướng rồi. Mà chắc chắn là ngồi cam ghế thành công đã. Có biết. Đang sợ đây chính là 99 có một tình huống bùng bạt ra. Đặt tiếp một cái đồ chơi nữa. Gây xa đến là sẽ bay. Mercenary đã 99 rồi, đã dậy. Ôi, nhanh thật. Phá đồ nghe tiếng chơi. Đã thấy biến thành Superman rồi. Gây xa này, gây xa không còn nhánh 12 nha, tôi nghĩ có đổi phép. Cầm 36. Thấy dung. Máy dung, tele. Rồi tele thôi. Low five bây giờ phải chạy luôn, còn một chiếc găng tay cho bản thân mình. Găng tay rất hay đến từ low five, tuy nhiên thì khoảng cách được đặt ra là quá dễ dàng cho Alp có thể rút ngắn. Cái ván này là cái niềm tin duy nhất dành cho low five mà thôi. Ok, đi qua rồi. Một lần nữa. Ui, không đập ván được rồi. Trong cái game này chưa có một lần nào Survivor của BZ thành công hạ ván vào đầu của Alp. Liên tục pallet mind game đến từ vị trí của Geisha. Thật sự BV Survivor liên tục rơi vào bẫy này. Lính thuê thì mất tự dạy rồi. Thời chỉ có việc đơn giản đó là đánh gục 99 mà thôi. Kiểu kiểu. Bây giờ 99 nó cai đủ 99 giây. Cai cho đến máy 99%. Chắc chắn là giết 4 rồi. Cai đến máy 99 nhưng mà lính thuê chỉ cộng được đến 90 thôi. Có màn đạp. Sẽ bay ra ga 1. Nhưng đây không phải vấn đề với gây xa. Đạt lên luôn luôn. Không lên được. Không lên cơ. Ờ, chặn lối lên rồi. Giờ phải đập được cái ván mới lên được ga 1. Ui. Bắt đầu hăng tơ rồi. Không thể làm gì được, pha đất quá mượt. À, mình gây xa. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Mình vừa mới nạp đâu đó vài chục nghìn Eco ở chỗ anh Tuấn Chelsea để đập cầu tinh hoa của giáo sư, professor. Nếu bạn có nhu cầu muốn nạp Eco thì đây là một địa chỉ uy tín mà mình giới thiệu. Ngoài ra thì anh Tuấn cũng đang là quản trị viên của một trong những group Identifier lớn nhất Việt Nam. Thông tin chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Ta sẽ có đội hình với cái Survivor, Andrew, Acrobat, Psychologist, cùng đó là Mechanic, Survivor của FXZQ có đội hình như vậy ở đối đầu với Geisha của Dong Xuan. Geisha spawn ở khu vực tường đổ. Và ôi gần Mechanic! Rất gần Mechanic nha, Đại Long. Đại Long đến cạnh rồi. Thấy Mechanic chưa? Thấy rồi. Lừa. Không lừa ván được. Có, đánh chưa ván ok. Ôi, tiếp tục là gây xa đá máy. Tuy nhiên là có khi giấu được con robot nha. Chạy về khu vực tờ đồ trước. Bạn này thì lấy máu được sớm rồi. Né hay đến từ Long. Long đã đoán được hướng đắt của Đông Xuân. Lừa đen. Hợp lý đến từ người chơi Geisha. Sách về gần giữa map hơn. Sẽ sách về phía... Không có ghế ở góc cây à? Một sách trung hợp không? Ây dồ, cam máy chỗ ở sau rồi. Có ghế góc cây. Nếu mà đi một và hai bước sẽ thấy con robot thôi. Được cái robot rồi. Bắt vào Acrobat không được rồi. Thì đôi chân, đây là đôi chân còn robot quay về thì sẽ là AK đi vào cứu. Quá dễ dàng. Nếu tôi tiếp cận ghế quá dễ dàng. Đông Xuân ép cứu rồi. Đặt qua. Đánh không chính xác. Vẫn là lừa đèn. Ôi đời ơi, ZQ. Đặt ra con robot. Đá máy. À, Acrobat đã nhận máu, ui. Nhận máu thành công. Wow. Hơi nguy hiểm.
Phải Đông Huyền không kịp xoay cam. Kịp xoay cam thì có một pha gục rồi. Đá máy này được sử dụng sớm, vẫn xách ra cái máy. Vẫn xách ra đây để cam cái máy của con robot. Cam hẳn máy luôn rồi. Có thể đánh được con robot luôn đấy, nhưng mà chưa nhìn thấy con robot. Robot bây giờ con sẽ bị đấm rồi. Chết robot. Có bơm sắc luôn. Không thể kịp được máy. Để cái bơ chạy ra cứu. Thấy tấm mồ di động chưa? Iron bây giờ bắt buộc phải giải vòng anh mới. Thấy em lên từ sớm rồi. Đấm tường đổ. Đấm luôn em cây. Sẽ là cứu thành công về chí quả đại long. Đó là còn con robot để body block. Body block thành công. Ai? Long nó có chỉ còn cái khu này để cài thôi. Rồi, xong rồi. Trời hay quá. Thả bán kịp không? Ôi, không dính ván luôn cơ. Một người bay sớm. Một người bay sớm. Game đó bắt buộc phải hòa. Game đã có cửa hòa trở lên thành cho Đông Huyền rồi. Em cây sẽ phải đào sẻng sớm thôi. Chưa đào sẻng. Em cây đào sẻng sớm. Không muốn đánh sẻng. Không muốn đánh sẻng. Đá máy này luôn rồi. Tiếp tục đá máy được lần 2. Tỷ lệ thắng đang tăng lên. Đạt quá nhanh quá chứ. Thời gian trận đấu bây giờ đã được là 3 phút 22 giây. Dính bướm rồi, Iron dính bướm rồi, Iron lừa. Lừa không được đâu. Đông xa lừa. Ui, đã hay quá. Đâu AK tiếp tục đập cái máy tường đổ kìa. Liều vậy sao? Không thể kịp máy được. Ui, lấy được máu Acrobat rồi. Ui, cây ẩu quá. Tôi không nghĩ là game này game giết 3 nữa rồi. Đây không phải game giết 3 nữa. Bóng 2. Group Keeper đè máy. Không đi cứu. Không đi cứu. Xong, end game. Có thưởng gây xa và cái kết. Thôi tôi ăn cơm đây. Thời gian không còn vấn đề nữa. Nghe được tiếng lục hòm không? Hình như nghe thấy rồi. Nghe rồi. Thực ra Afu mà đấy, Afu game trước mà. Mà thắng 3 thì cũng không ăn thua với Đông Huyền. Sao? Nhanh thế chứ? lấy lại thương hiệu gây xa đá máy. Năm không luôn. Kết quả giải quang. Ai nữa? Còn ai vào Đông Huyền? Ai là MVP nữa?